Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình đã tìm thấy cái cánh rừng nhiệt đới và mình cũng ở trong này tầm vài ngày các bạn để thám thính tình hình, nhưng mà không có dấu hiệu tìm kiếm được huyền thoại nào hết á. Ở đâu? Có chứ, mình tìm được Giant God mà. À, và lúc này thì mình trở lại, mình thấy ngay cái đen này có một Pokemon hệ siêu linh với lá 3 sao các bạn. Được ấy chứ. Ok, chúng ta sẽ ghé qua rồi coi thử đây là nhóc gì ha. Mình thấy trên đầu em lĩa chỉa tùm lum. Oh, đây là Executor các bạn. Oh, được ấy chứ. Salamence, tiếp chịu với em coi. Ôi trời, nửa cây máu rồi. Quay em này tới 5 lớp khiên lận các bạn ơi. Ok, hy vọng là đồng đội sẽ nhanh chóng phá khiên ha. Ý, em còn hồi máu nữa kìa, khó chịu vậy. Ây da, chiến này thì khó rồi. Ok, Salamence đã làm rất là tốt các bạn. Phá khiên rồi, cấu rỉa máu cực nhiều luôn. Đồng đội chỉ cần kết liễu thôi. Đây, kết thúc trận đấu nào. Alright. Và ui, ẻm kìa các bạn. Trời ơi, nhìn cái mặt của ẻm kìa. Thôi được, đầu ngày mình sẽ test nhân phẩm cái ha. Để coi. Được không? Nope. Ok, rồi nhân phẩm mình bữa nay hiểu rồi đó các bạn. Mới vô mà vậy đó, trời đất ơi. Bó tay chấm cơm được chứ. Và bữa nay mình trở lại đây thì mục đích của mình vẫn như ở ngày hôm qua ha. À dạ, gặp Charizard nữa. Đó chính là mình sẽ kiểu như ráng tìm em Pokemon huyền thoại bé nhỏ mà hôm qua mình tìm chưa được đó các bạn. Và đã có rất là nhiều bạn đón chính xác em Pokemon đó rồi. Em ấy chính là Mew các bạn ơi. Mình tìm Mew á, nhưng mà có vẻ em cực kỳ hiếm luôn. Thôi, trước mắt thì cứ để cho Rorimun chiến đấu với Charizard tí đi ha. Ok, nè, rỉa xương xương thôi mà. Ui, Charizard phun lửa kìa. À, thôi được, thêm một đoạn hơi rồng nữa coi. Nhẹ nhàng tình cảm á. Ồ, được thêm quá trời à, những cái bột quy lửa các thứ. Và phía đằng này mình còn thấy có boss hay sao các bạn? Đúng không? Ui trời, boss biến mất rồi. Boss màu xanh lè, mình nghĩ là cấp Ultimate đó. Tại mình thấy trong cánh rừng này boss cũng hay rơi ra những cái mảnh Omega Shark các bạn. Ờ, mình thì mới có hai mảnh thôi. Ê, ê. Ồ, Nidoran. Hả? Ê, ê, từ từ từ. Ủa, nhóc này chạy nhanh quá. Ờ, em này mới cấp 7 ha các bạn. Ôi nhưng mà em là cái dạng đặc biệt hay sao nè. Cái màu của em không giống màu bình thường các bạn ơi. Oh. Mình hơi tò mò nha. Vậy là tính ra trong rừng này còn nhiều Pokemon mà mình chưa gặp lắm luôn á. Ok, phone sweep em Nidoran này cái ha. Sau đó thì bắt em luôn coi. Hồi nãy chinh phục Pokemon thất bại rồi, lần này thì đừng nói em cấp 7 mà thất bại nữa là xong luôn á. Ok, cuối cùng cũng được các bạn. Ê, em là Valencian form hả? What? Hình dạng Valencian. Bảo sao mình thấy cái màu em hơi lạ lạ các bạn. Em có dạng màu hồng nè. Còn đây là dạng Valencian ha. Màu cà phê sữa. Nói chung thì cũng cute đó. Trời đất ơi, ai đây? Ui sao các bạn nữ này đi lạc vô cái bụi cây các bạn. Ừ, hên là mình giải cứu bạn ấy kịp. Ây da, bạn nữ mà đi vô gừng một mình nửa đêm nữa hôm gì. Thôi thì lỡ gặp nhau là cái duyên rồi. Chiến đấu với nhau xíu nào. Ok, rào đan. Tiếp chiều với Pokemon của bạn nữ nào. Ui, bạn này là chơi Pokemon hệ bướm rồi. Bạn này chắc là thích bướm hay sao á. Mình thấy Pokemon bạn ấy toàn là bướm không à. Ok, tiếp chiều luôn á. Trời. Ui, em bướm của bạn này hơi bị dữ nha. Ru ngủ rau đen mình mất tiêu rồi. Đã được Giant God ra trận đi. Hy vọng là không có bị ngủ ha. Rồi rồi, ngon lành cành đào. Rồi còn có Beryl nữa kìa. Wow, vậy là bạn nữ này chuyên Pokemon thể bỏ rồi. Ok, mình đã giúp bạn ấy tele tới một cái nơi an toàn hơn rồi đó. Nhưng mà giờ trời cũng tối rồi ta. Buổi tối không biết còn gặp Pokemon nào mới không. Ui, chìa khóa lạ lạ không gì trời. Hình như mình còn ít cái đồ bẻ khóa các bạn. Thử dần mai coi. Biết đâu hôm nay mình hên. À không, bỏ đi.
Cái gì khó quá cho qua các bạn. Ờ? Ủa phải bằng nữ nãy không ta? Hình như không các bạn ơi. Nếu mà không thì... tiếp chiêu một lần nữa nào. Why? Rồi, chui gì đưa. Pokemon cổ đại ra rồi. Ây da, căng vậy. Nhưng mà không sao, Blastoise Fusion của mình vẫn quẩy tốt các bạn. Cái đến là Voltorb kìa. Wow, wow. Ê, ê, Blastoise không knock out được nha. Nhưng mà lần này thì có. tính ra trong rừng này cũng có nhiều bạn nữ đi lạc vô đây các bạn ơi. Ừ, chắc cũng giống mình vô đây tìm Mew dễ thương quá. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Đây rồi. Cuối cùng. Cuối cùng mình cũng đã tìm ra được Mew rồi các bạn ơi. Em kìa. Trời ơi. Công tình rất nhiều ngày qua mình ở cánh rừng đã không uổng sức rồi các bạn. Với kèo này thì mình sẽ cho Blastoise đi. Ok. Cẩu địa máu của Mew nào Blastoise ơi. Ây da. Đợi Mew hơi lâu đấy nha. Mew núp rất là kỹ các bạn. Kìa kìa cô cờ. Mew chưa gì đã sử dụng kỹ năng chữa lạnh rồi. Ây da. Không được rồi. Kiểu này phải đưa Seesaw ra phone sweep cho chắc quá các bạn ơi. Ừ. Kìa còn phản đòn nữa cơ. Ê. Căng đấy. Không sao không sao. Mình có phone sweep mà. Ui, còn né được phone sweep nữa. Ý, Mew nhỏ mà có vỏ nha. Lần này thì hết né nha Mew. Trời, có em nhào lộn dễ thương chứ. Cú tay ác các bạn. Ui, còn tăng sức mạnh nữa. Wow, wow, định làm gì, Mew định làm gì. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời, tăng sức mạnh lần nữa rồi. Thôi, 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 phải phải phone sweep lẹ mới được. Rồi, lượng máu đã còn 4% thôi các bạn. Đã tới lúc để mình tùng bóng chứa dạ. Thu phục Mew thôi. Yes. Để coi coi. What? Một lần duy nhất thôi các bạn. Một lần duy nhất thôi là mình đã bắt được Mew về đội rồi. Oh. Why? Quá dữ luôn. Trên người em còn giữ một cái trái berry gì kìa. Chưa, để mình coi thử coi. Mew, đưa em ra trận nha, hồi phục cho em được các thứ. À, Mew 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 Mew. Và quả berry trên người em giữ là lâm berry các bạn. À, giải toàn bộ hiệu ứng á. Ok, em thích ăn lâm berry đúng không? Mình sẽ giữ trên người em đi ha. Bây giờ đã có Mew rồi, nên là mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Ôi. Ô, có bạn nữ nè. Hình như giống các bạn nữ lúc đầu mình gặp ta. Thôi được, khoe với bạn ấy Mew mình mới chinh phục á. Rồi, em có Pokemon cua đã vậy. Tấn công nào Mew. À, ôi trời, Mew không có kỹ năng tấn công các bạn ơi. Ây da. Không ổn rồi. Thôi, nếu vậy thì để Jason God tiếp chiêu bạn nữ này đi. Tiếp chiêu Pokemon Parasect nè. Ây da, Parasect căng vậy. Đỡ đòn nè Parasect. Ây. Ui, còn có Seeder nữa cơ. Tiếp chiêu với Seeder luôn. Rồi, kết thúc nhanh để mình còn chở Mew về nhà nữa các bạn. Hôm nay công việc của chúng ta chủ yếu là sẽ xoay quanh cái nhóc Mew mới về đội á. Trở về nha, việc đầu tiên mình cần làm đó chính là bước vô trong khu vực căn cứ Magikarp của mình. Và sau đó chuẩn bị khoáng sản để chế tạo những cái máy móc cần thiết. Bởi vì khi mà đã sở hữu được Mew á, mình có thể tiến hành thí nghiệm và tạo ra phiên bản xịn sò của Mew và gọi là Mewtwo các bạn. Và việc này thì mình bắt buộc cần có 3 thứ. Đó chính là Green Tank, Orange Tank và một cái Cloner Core. Ok, mấy thứ này thì được làm từ những cái Aluminum Blade nè. Aluminum Blade ta. Rồi luôn, mình phải đổi một ít kim cương ra. Sau đó là một cái cây hammer các bạn. Cây hammer cũ mình giục ở đâu mất tiêu rồi. Rồi, có được hammer rồi mình sẽ bắt đầu trở thành một anh thợ rèn chăm chỉ ha. Và đập những cái aluminum led này. 35 miếng thì đủ chứ ta. Mình nghĩ là chắc cũng đủ để làm một ít rồi đó các bạn. Mình sẽ làm lần lượt ha.
Đầu tiên sẽ là cái cloner core trước đi. Cái này thì làm rẻ nhất nè. Mình sẽ cần có redstone cũng như là hắc diệm thạch ha. Ok, bấm công thức một cái, đồng phần luôn. Tiếp theo mình sẽ cần có hai cái fossil machine để làm cái orange cũng như là cái green tăng á các bạn. Đầu tiên sẽ là fossil machine top ha, kế đến là fossil machine base. Ui, cái này đáng ra mình phải làm hai cái chứ. Ừ, tại vì mình cần làm hai cái fossil machine mà. Ok, rồi đến fossil machine display, cái màn hình á cũng hai cái luôn. Và cái chính giữa sẽ là fossil machine tăng. À, mình cần 3 xô nước lần hả? Ok, vậy thì phải múc thêm 2 xô rồi. Hả? À, đủ rồi nha. Bấm cầm thức. Ê, chưa, còn thiếu những cái tấm thủy tinh nữa. Có liền, có liền. Rồi, đủ nha, đủ nha. Fossil machine tăng cũng là 2 cái. Rồi, vậy là mình chỉ cần ghép tất cả những thứ này lại để tạo thành một cái... Ui, phải đúng vị trí nữa nha. Top là ở phía trên, là bay ở phía dưới. Cái tăng ở chính giữa, màn hình thì ở bên phải. À, xong phen. Giờ thì chuẩn bị thêm một ít vàng nữa. Ok, có luôn. Chúng ta sẽ bấm công thức của orange tăng trước ha. Yeah. Kế đến sẽ là green tăng. Ê, mình lại cần ngọc lục bảo rồi. Hên quá. Trong này còn các bạn ơi. Bấm công thức luôn. À, xong phen, xong phen. Và với ba thứ này thì mình sẽ kết hợp lại với nhau và tạo thành cloning machine. Yeah, một cái máy để kiểu như mình nhân bản lên đó các bạn. Yeah, máy móc đã có rồi. Bây giờ chạy vô cái khu vực căn cứ mới của mình và chúng ta sẽ đặt cái dàn máy này xuống ha. Ở đâu đây ta? Ôi, mình thay cái chỗ này đi. Đặt đây đi. Rồi, đặt cái dàn máy này xuống. Ý. Ủa, không đặt được à? Ui, không đặt ở đây được hay sao các bạn ơi? Hả? Ơ kìa, hình như nó bự quá hay sao các bạn ơi? Ui trời, nó bự lắm các bạn ơi. Wow, mình phải dành ra một khoảng ở trong cái khu vực này luôn á. Ê, ui, ui, mình lỡ đưa Miu vô trong luôn rồi. Ui rồi, mình lỡ đưa em yêu vô rồi. À đây đây đây, thu hồi em được nha. À ok, đó, nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ là đưa em yêu vô đây một lúc thôi á các bạn. Em chịu khó nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ cần, đó chính là kim cương, vàng cũng như là sắt, ba thứ khoáng sản rất là phổ biến á. Và coi trong rương mình coi, cũng còn ít kim cương nè, vàng cũng còn nè, sắt thì còn cái nịt. Chạy vô trong kho cái đó. Ê, trong mấy, trong ba lô mình còn không ta? Ê, trong ba lô mình còn luôn. Ngon. Bây giờ mình sẽ nén kim cương lại nè, thành những cái khối. Vàng cũng vậy luôn. Vậy là mình sẽ có 3 khối vàng. Ủa, 3 khối sắt, 6 khối vàng và 6 khối kim cương. Ok, chờ vô. Ê, ê. Rồi, rồi, rồi. Ăn tiền là ở khúc tiếp theo nè các bạn ơi. Thành bại là tại khúc này nè. Đó, khi mà mình đưa khoáng sản vô thì quá trình này bắt đầu diễn ra. Để coi mình có thành công nhân bản từ Mew trở thành Mewtwo hay không. Thành công luôn rồi các bạn ơi. Wow, thành công, thành công rồi. Hay lắm Mew ơi. Ôi kìa, trời ơi. Yes. Mặc dù lúc trước mình đã thất bại trong việc chinh phục Mewtwo Thánh Kiếm các bạn, nhưng mà mình đã có biện pháp để thay thế rồi. Đó chính là mình sẽ nhân bản và tạo thành Mewtwo bình thường thôi cũng được. À, ở dạng này thì cũng ngầu lắm đó nha. Uầy, mình đã khiêu chiến thành công rồi. Tiếp theo, Seesaw Cyber, hãy ráng phone sweep thật tốt nha. Đó, trời ơi, đánh nhau giáp lắm ít ở trong căn cứ của mình luôn. Tiếp tục, tiếp tục, phone sweep nè. Ok, Seesaw Cyber của mình đã có rỉa máu Mewtwo rất tốt rồi các bạn. Và Mewtwo chưa có dấu hiệu là phản đam á, nên là Seesaw sẽ tăng cơ được một lúc đây. Và trong lúc này, mình sẽ tồn Fastball thử xem. Để coi với Fastball có hiệu quả để chúng ta bắt Mewtwo hay không các bạn. Ây da, có vẻ là không á các bạn ơi. Càng càng càng
Nhưng mà các bạn yên tâm đi, đây là ở căn cứ của mình nên là việc thiếu bóng chứa đúng không? Mình chạy ra cái giường Apricorn thôi, một lúc là có cả đống bóng chứa để chúng ta thử sức lại với Mewtwo hả? Chiến này thì Mewtwo muốn thoát cũng khó nha. Tới công chuyện Mewtwo rồi nên là thôi, biết điều thì về đội của anh đi. Gáy gáy trước lấy lợi thế các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ cũng khó bắt Mewtwo lắm á. Đây rồi. Cuối cùng Fastball cũng đã thành công bắt được Mewtwo rồi các bạn ơi. Dạ trong một ngày vừa sở hữu được Mew mà vừa sở hữu được Mewtwo luôn. Quả thật là mình rất là hên luôn á các bạn. Và coi Mewtwo nè, gấp 80 lần đó nha. Đây là Pokemon cao level nhất mà từ đầu tới giờ mình chinh phục được á. Rồi em múa kìa, ngầu đét luôn. Các bạn thích Mew dễ thương hơn hay là thích Mewtwo cực ngầu này? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. À, mà có một cái tin nữa, đó chính là Mewtwo còn có thể tiến hóa Mega. Cho nên là sắp tới, nếu mà chúng ta gặp boss Mewtwo thì nhất định phải thử chiến đấu một lần để biết đâu được có được đá Mega và trang bị vào cho Mewtwo luôn ha. Ok, ở hình dạng Mega thì Mewtwo cũng ngầu lắm luôn á. Và coi bộ kỹ năng của Mewtwo hiện tại coi. Hiện tại thì có một kỹ năng tấn công các bạn ơi, Ancient Power. Ok. Một xíu nữa nếu mà có kèo thì mình sẽ thử cho Mewtwo ra trận chiến đấu ha. Được. Úi, giờ tranh thủ trời tối nè. Đi luôn không nhờ? Đúng. Đi kiếm kèo cho em. Úi, hay là Ultra Beat. Đúng rồi, bên Ultra Beat cũng nhiều Pokemon dữ hay kiểu rồi lắm. Hợp lý, đi thôi Mewtwo. Sẵn tiện mình sẽ tìm thêm quái thú Ultra Beat các bạn ơi. Đó. Rồi mới qua thôi mà đã có Bronzy cà khịa rồi. Cưng thích khịa đúng không? Mewtwo, tiếp chịu với em luôn đi. Mình nói mà, mới qua là có mối liền. Đã. Khởi đầu thôi. Bây giờ mình sẽ cởi Mewtwo và đi sâu hơn á. Ôi chùa, ở đây có khoáng sản quá trời nè. Hế, ngại gì mà chúng ta không đào các bạn. Kim cương. Ôi trời, shit nữa gất. Ngọc lục bảo. Ui, không lụm được. Tiếc vậy ta. Ở dưới thì có những cái hóa thạch đồ nữa cả. Mà sao kỳ ta, bữa giờ mình gặp cực kỳ ít quái thú Ultra Beast luôn nha. Chả nhẹ, hiếm tới vậy sao trời. Ui, ở đây quá trời trainer luôn cơ. Có người nào dạy kỹ năng không? Ở đây. Yêu trainer. Bên này vẫn là trainer. Còn bên này transfer tutor. What? Why? Chỉ có điều cái người này không có kỹ năng nào mình có thể dạy được cho Dacian God của mình ha. Salamence thì sao? Có Swagger. Không im rồi, có chạc beam nè, một kỹ năng tấn công hệ điện các bạn. Phải chi ở đây có Muri Learner thì hay biết mấy ha. Ai, thôi không sao. Chắc là từ từ đi khám phá nhiều lên thì chúng ta cũng sẽ có dịp gặp thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng laser focus trước cái đã. Đó. Từ từ tăng sức mạnh trước cái đã rồi. Ý do knock out. Ủa, ok. Trainer kia vui vậy. Trời ơi, đi ra ngoài mà đem theo có một bé Pokemon à. Không đã gì trơn, Mewtwo đánh chưa đã tay nữa. Ơ kìa, đằng kia cũng có cái ngôi đền trong rừng nữa các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ngôi đền trong rừng mà cũng có bên Ultra Beast nữa nè. Uầy. Ôi trời, còn có boss nữa. Được ấy ta. Nhưng mà đây là boss Slowbro các bạn ơi. Ổn không nhờ. Để chắc cú hơn thì mình sẽ đưa Pikachu ra thủ sẵn trước ha. Venusaur cũng là một lựa chọn tốt nè. Ok, rồi sau đó thì cho Mewtwo đề 3. Tại vì em mới về đổi các bạn. Ôi trời, chưa gì bị đánh cực thốn rồi. Rồi, Dynamax lên, kịp không? Ok, kịp nha. Nhưng mà đó là tất cả những gì Mewtwo đã cố gắng ha. Hơi tiếc, nhưng mà không sao. Tiếp theo sẽ là Pikachu ra trận. Kiểm xoay kìa, trời ơi. Định cho Pikachu tôi chóng mặt cái gì? Đó, tê chưa? Trời. Thêm một đoạn Thunder nữa nào Pikachu. Ui, trời. Ê, thất bại rồi.
Không được, phải dùng tấn công nhanh thôi. Hả? Không đủ đi, knock out. Ây, trời. Lobro tự đánh tự xỉu luôn rồi các bạn ơi. Ok, được một cục kẹo. Nãy Mewtwo chưa kịp quẩy gì trơn, thôi cho cưng cục kẹo nè. Ăn đi nha, đừng buồn. Ê, ui, trời ơi, mới thấy em Pokemon hình giống như cục đá ở đây nè. Chưa kịp lượm em về đội nữa. Chu cà na thiệt. Oh my god, kia là một Pokemon shiny. Hả? Đây là Moltres God các bạn ơi. Nani, bữa nay bên Ultra Beat mình còn gặp em Pokemon chim huyền thoại nữa. What the hell? Đây là boss cấp độ Ultimate lận các bạn ơi. Wow, Moltres đi đây sao? Nhìn không ra luôn. Ây da, nhưng mà dùng Pikachu trong kèo này có vẻ không hợp lý lắm rồi. Mình quên chỉnh lại đồ hình các bạn. Ôi, vẫn ổn, vẫn ổn. Ui, Pikachu. Thấy vậy mà vẫn quẩy tốt nha. Vậy thì Dynamax cho Pikachu đi. Bự lên Pikachu. Thunder. Ok, có vẻ im, có vẻ im các bạn ơi. Quay. Một mình Pikachu khi Dynamax đã chinh phục được Moltres God rồi. Ui, còn có Millennium Z nữa nè. Một viên đá Z dành cho Mew các bạn ạ. Why? Được vậy. Ui, nhưng mà bữa nay mình gặp được Moltres God. Và tiếc nó là cái hình dạng boss á. Phải chi đó là dạng thường thì hay biết mấy luôn. Hey, thôi trước mắt thì mình đưa Mew ra cái đã. Thôi, mặc dù anh biết cưng thích ăn lâm berry nhưng mà có đá Z rồi, cưng dùng đá Z đỡ nha. Trời ơi, coi em cự khúc khích kìa. Dễ thương thật sự luôn á. Chắc mình cũng phải kiếm kèo cho Mew ra trận đồ các thứ các bạn. Ừ, nhưng mà em không có kỹ năng tấn công nên là cũng hơi khó ha. Đó giờ các bạn thấy cái nấm nào mà nó nó cao như vậy chứ. Thánh thần ơi, cái nấm nó cao nè. What the heck? Nó kiểu như nó bị một cái lực hút cực mạnh đó các bạn. Hút cho cái nấm này nó cao tít lên trên á. Ê, ê khoan, cạnh đây cũng có Pikachu. Ui, nhưng mà cái em này mặc váy các bạn ơi, mặc đậm. Wow, cu te vậy trời. Ê, Pikachu nhà mình cũng đang FA các bạn. Đúng đúng đúng, thiệu chiến với em Pikachu này coi. Trời, còn giới tính cái nữa. Em này cu te ác luôn á. Ôi kìa. Không, bác em về đội là hơi bị lãng phí nha. Rồi. Trời, thấy em về thường chứ em cũng ha. Nóng tính lắm nha, chưa gì đã đánh si so mình rồi. Nhưng mà nóng tính thì cũng về đội thôi. Chịu không? Chịu không? Chịu luôn. Yes. Cứ Pikachu nhà mình hết FA rồi các bạn ơi. Đưa Pikachu ra coi. Pikachu đây. Em Pikachu Unite. Còn đây là Pikachu Bob Star, kiểu ngôi sao nhạc bóp các bạn. Không biết mình dịch có đúng không nữa. Uầy, cu te thật sự. Ây, trời 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 trời. Lại nè. Ê, Pikachu ra chào bạn coi. Cũng xứng đôi vừa lứa lắm các bạn. Trời ơi, em nhìn Pikachu vô nay mình kìa. Ui, Pikachu Yonai mắc cỡ sao vậy? Gì kỳ vậy? Lại đây cưng. Đúng rồi. Wow, thích quá các bạn ơi. Yes, lại thêm một cặp đôi Pokemon nữa, hết FA rồi. Và coi kỹ năng của Pikachu Bob Star coi. À, có một kỹ năng nè, hệ điện, Spark. Cũng ổn á. Rồi luôn. Hôm nay là một ngày vui nha. Mình sẽ tiếp tục phiêu lưu ở bên này thêm một lúc nữa coi. Trời, coi coi còn giúp cho Pokemon nào khác thoát kiếp FA không đây. Gì là? Hả? Staka, Staka đó hả? Quay. Sao nhìn lạ vậy? What the heck? Từ từ. Salamence tạm thời vô trong xíu nha cưng. Staka mình cũng có đấy. Đây nè. Wow, trời,
Staka, Staka của mình tông màu chính là màu xám, còn Staka kia tông màu chính là màu nâu các bạn ơi. Xung quanh còn có những cái viên đá quý các thứ nữa kìa. Wow, được vậy. Ok, với kẹo này mình sẽ cho Staka, Staka của mình ra trận khiêu chiến luôn á. Ok, trời kích thước có vẻ hơi chênh lệch một xíu các bạn ơi, nhưng mà không sao, ném đá cái nhẹ, ổn không, ổn không? Chưa gì đối thủ đã tấn công trước rồi. Yêu, ném đá không thành công rồi. Lại coi. Ôi, Staka, Staka, đây là hình dạng Advent các bạn. Ồ, quay, quay, quay. Căng rồi, căng rồi. Không ổn các bạn ơi. Cấu rỉa như vậy thì có vẻ là Staka, Staka của mình sẽ hơi đuối sức ha. Thôi, tới lượt của Mewtwo đi. Mình sẽ thử cho Mewtwo ra trận. Sau đó thì dùng Ancient Power. Ok. Tính ra cũng vậy luôn á các bạn ơi. Không khác hẳn là bao các bạn à. Dynamax lên luôn. Đúng rồi. Trời, Mewtwo Dynamax lên bự và ngầu ác luôn á. Ấy, cái này là chưa tiến hóa Mega mà đã vậy rồi. Ok, tiếp tục nào. Cấu rỉa máu đi Mewtwo. Ok, chắc mình sẽ cấu rỉa thêm khoảng một lần nữa các bạn. Sau đó, chắc mình sẽ tung bóng chứa là đẹp ha. Với Staka, Staka mình nghĩ Heavy Ball cũng sẽ rất là hiệu quả đấy. Hả? Ê, gần đây cũng có Rayquaza Necro xuất hiện nữa kìa các bạn ơi. Wow, huyền thoại trở lại. Trời đất ơi, đã vậy. Ui da, nhưng mà trước mắt mình phải chinh phục thành công Staka, Staka trước cái đã. Ây da, mình không còn cái Ultra Beast Ball hết các bạn ơi, nên là mình dùng đỡ Heavy Ball á. Nhưng mà ui, được luôn. Thành công, thành công. Nice. Xa xa là Rayquaza Necro. Chưa chưa, mình sẽ đưa Staka, Staka Advent ra luôn ha. Rồi, đuổi theo Rayquaza Necro thôi các bạn. Đi đâu Rayquaza? Đây là Rayquaza Necro thứ hai mà mình tìm được các bạn ơi. Quá đã luôn. Chưa, mà khoan, mình sẽ coi Staka, Staka của mình. Cái gì vậy? Ui, tự nhiên Rayquaza Necro tiến hóa Mega vậy. Ủa, ok. Trời ơi. Ồ, Staka, Staka Advent mang hệ đá với thép các bạn ơi. Ồ, kỳ cục vậy. À đây đây, trở lại hình dạng Necro nè. Ok ok, được á. Rồi rồi, chuẩn bị nha. Dynamax thử cho Staka, Staka Advent coi như thế nào các bạn. Có bự không? Rồi, bự hơn được một chút. Rayquaza thì đang tiến hóa Mega. Không biết là trụ nổi không đây. Yêu, dùng đòn Rayran Boost. Ây, thế nhưng Staka, Staka phản đòn cũng rác lắm nha. Thôi 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 thôi, không tấn công nữa các bạn ơi. Mình tung bóng chứa luôn đi. Fastball chẳng hạn. Ok, liệu rằng có thành công không? Trời, không được, không được, được. Dùng kỹ năng phòng ngự cho Staka, Staka đi ha. Tại mình nghi Rayquaza sắp tấn công đó các bạn ơi. Rồi rồi, tiếp tục là cơ hội để chúng ta tung bóng chứa và chinh phục Rayquaza Necro. Ơi, nếu mà Rayquaza này có thể tiến hóa Mega một cách thoải mái như vậy, lẽ nào cái nhóc này đang sở hữu kỹ năng rồng thăng thiên chăng? Ừ, hôm bữa các bạn có gợi ý mình là nên dạy kỹ năng rồng thăng thiên cho Rayquaza á. Nhưng mà mình chưa tìm được. Ôi trời, Rayquaza còn ngủ đấy hồi máu nó kìa. Nani? Ấy, cái gì đây? À, ui no. Không. À, lọc lại bất cẩn rồi. Yêu. Hồi nãy rõ ràng cái đoạn đó chỉ cấu rỉa 60% máu của Rayquaza các bạn à. Nhưng mà cái đoạn vừa rồi hình như là nó siêu hiệu quả luôn. Ý, thành thử ra là knock out Rayquaza khi Rayquaza đang full máu các bạn ơi. Trời, tiếc hồi hồi luôn á trời. Ý, lọc lại non rồi. Thiệt tình luôn á. Tí nữa là hôm nay sẽ là một ngày rất là trọn vẹn rồi ha. Nếu mà có duyên thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại Rayquaza Necro ở ngoài tự nhiên thêm thôi các bạn ơi. Nãy giờ mình cũng đi thêm một đoạn rất là lâu ha, nhưng mà không có gặp thêm huyền thoại nào hết các bạn à. Thành thử ra là mình quyết định là mình sẽ đi về nhà ha. Nói chung thì hôm nay
cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Bởi vậy, mình đã thành công tìm kiếm được Mew. Ngoài ra, còn nhân bản thành công từ Mew và chúng ta tạo ra được Mewtwo. Cực kỳ ngầu ha. À, và có một điều cũng rất là may mắn nữa, đó chính là Pikachu nhà mình bây giờ đã thoát kiếp FA rồi các bạn ơi. Em có một bạn Pikachu mặc một cái chiếc đầm rất là cute học me á. Cái đuôi thì cũng có hình trái tim nữa cơ. Cặp đôi này các bạn thấy có xứng đôi vừa lửa không? À, và một người bạn mới cũng rất là to xác rồi nha. Đấy chính là Staka Advent. Sở hữu sức mạnh ném đá cực kỳ dữ luôn á. Thành thử ra là hôm nay mình không thành công sở hữu thêm Rayquaza Necro rồi. Thôi là mình đã có Rayquaza Necro rồi, không thôi qua đó chắc tiếc mất ngủ hay 5 ngày 5 đêm quá. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại Rayquaza Necro, sở hữu cái khả năng tiến hóa Mega giống như cái nhóc vừa rồi ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hy vọng những ngày kế tiếp chúng ta cũng sẽ gặp nhiều may mắn giống như ngày hôm nay. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Laproot hay là Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.